Cô chào tất cả các con. Bên cạnh các loài động vật sống trên cạn thì động vật ở dưới nước cũng rất phong phú và đa dạng. Để tìm hiểu thêm về các loài động vật sống dưới nước, hôm nay cô và các con sẽ bước vào môn luyện từ và câu lớp 2, bài từ ngữ về sông biển, dấu phẩy. Đến với tiết học này, các con hãy cố gắng đạt được những mục tiêu sau. Nhận biết được một số loài cá nước ngọt, nước mặn. Kể tên một số con vật sống dưới nước, điền đúng dấu phẩy vào đoạn văn cho trước. Ở tiết học trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về sông, biển. Còn trong tiết học này, chúng ta sẽ khám phá về thế giới động vật dưới nước nha. Để giúp các con mở rộng vốn từ sông, biển, các con hãy đến với bài tập 1. Các con mở sách giáo khoa trang 73, đọc thầm yêu cầu của bài. Các con đã bao giờ nhìn thấy những loài cá này chưa? Hãy quan sát và đọc thầm tên của chúng nhé. Cô đố các con cá mè là loài cá nước mặn hay nước ngọt? Cá mè là loài cá nước ngọt đấy. Vậy cá thu thì sao? Nó là loài cá nước ngọt hay nước mặn? À, cá thu là loài cá nước mặn đấy các con ạ. Bây giờ, con hãy dựa vào vốn hiểu biết của mình để xếp các loài cá còn lại vào nhóm thích hợp. Và đây là đáp án của bài tập 1. Các con hãy cùng quan sát. Cá nước mặn gồm cá nục là loài cá sinh sống ở biển. Chúng sinh sống thành bầy đàn, có giá trị dinh dưỡng cao và có thể chế biến thành rất nhiều món ăn. Cá thu thuộc họ cá thu ngược, thân dài, thon, có nhiều vây nhỏ nằm sau các vây lớn ở lưng và bụng. Cá chuồn là một loài cá vô cùng độc đáo. Chúng là loài cá duy nhất trên thế giới có khả năng bay. Cá chim trắng là loài cá sinh sống ngoài khơi, có cơ thể bằng phẳng, vây đuôi trẻ và vây ngực dài. Cá chim có màu bạc hoặc trắng với một ít vảy. Cá nước ngọt bao gồm cá chép. Cá chép là loài cá nước ngọt phổ biến. Cá chép là loài ăn tạp, chúng ăn gần như mọi thứ khi chúng bơi qua. Thông thường, con cá chép trưởng thành dài từ 30-40cm, nặng 1,5-2kg. Cá mè có thân dẹp, đầu to, vảy nhỏ, trắng, cùng với họ với là cá chép. Cá trê thường sống dưới bùn, da trơn, đầu bẹp, mép có râu, vây ngực có ngạnh cứng. Cá quả còn có tên gọi khác là cá chuối, cá lóc. Không chỉ cung cấp các chất dinh dưỡng, loài này còn có công dụng hỗ trợ sức chữa một số bệnh. Ngoài ra, các con hãy dành nhiều thời gian tìm hiểu thêm các con vật sống dưới nước thông qua sách báo, TV và các phương tiện khác để cùng nhau làm bài tập 2 trang 74 nhé. Bài tập 2, kể tên các con vật sống ở dưới nước. Các em quan sát tranh trong sách giáo khoa trang 74. Các em có thể kể các con vật trong tranh đó hoặc có thể tham khảo một số hình ảnh sau đây của cô. Con rùa, cá rô, hà mã, cá đối đều là những con vật sống ở dưới nước. Ngoài ra, ta còn có cá voi xanh, cá rồng vằn, cá kiếm, hải cẩu hay còn gọi là chó biển, lợn biển, cá mập trắng, sao biển, lươn biển, cá vượt, thú mỏ vịt, cá ngựa, bạch tuộc, nghêu, ốc bươu, tôm hùm đều là những con vật sống ở dưới nước. Để những con vật này được sống, chúng mình phải biết bảo vệ, không được đánh bắt bừa bãi, giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm. Phần tiếp theo của tiết học, cô sẽ hướng dẫn các con ôn tập cách sử dụng dấu phẩy qua bài tập 3. Cô mời các con cùng đọc thầm yêu cầu của đề bài. Các con hãy lắng nghe cô đọc đoạn văn nhé.
trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc được sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. Theo Trần Hoài Dương. Các em hãy thêm dấu phẩy còn thiếu vào câu 1 và câu 4 nhé. Và đây là đáp án của bài tập 3. Ở câu 1 và câu 4, ta điền dấu phẩy vào để ngăn cách các từ cùng loại hay các từ chỉ thời gian và nơi chốn. Các em hãy lắng nghe cô đọc lại đoạn văn sau khi chúng ta đã thêm dấu phẩy. Trăng trên sông, trên đồng, trên làng quê, tôi đã thấy nhiều. Chỉ có trăng trên biển lúc mới mọc thì đây là lần đầu tiên tôi được thấy. Màu trăng như màu lòng đỏ trứng mỗi lúc được sáng hồng lên. Càng lên cao, trăng càng nhỏ dần, càng vàng dần, càng nhẹ dần. Theo Trần Hoài Dương. Vậy là các con đã hoàn thành các bài tập trong tiết tập luyện từ và câu rồi. Chúng mình hãy cùng nhau đối chiếu lại các mục tiêu đã đặt ra nhé. Qua tiết học này, các con đã có kỹ năng tốt hơn khi sử dụng dấu phẩy. Bên cạnh đó, các con được mở rộng vốn từ sông biển, nắm được những loài vật sống dưới nước. Bài giảng của cô đến đây là hết rồi. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những tiết học sau. Cô xin chào các con.